Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên thế giới thì những cầu thủ nhỏ con thì luôn có kỹ thuật và lối chơi thông minh. Chúng ta có thể kể đến là Maradona và Lionel Messi. Còn tại V-League thì chúng ta có thể kể đến Thành Lương, Quang Hải của Hà Nội. Còn tại đội bóng xứ Thanh thì đó chính là tiền đạo đội trưởng Hoàng Đình Tùng. Trong số hơn 20 đội binh của Thanh Hóa đăng ký thi đấu tại V-League mùa giải 2020, Hoàng Đình Tùng chính là người anh cả. Khi số 2 của Thanh Hóa không chỉ là thủ lĩnh đích thực trên sân cỏ với tấm băng thủ quân trên tay, mà còn là người có nhiều kinh nghiệm chinh chiến và giành được nhiều danh hiệu nhất cùng đội bóng xứ Thanh qua những đời huấn luyện viên. Hoàng Đình Tùng sinh ngày 24 tháng 8 năm 1988 ở huyện Nông Cống của tỉnh Thanh Hóa. Năm 2001, khi mới 13 tuổi, Hoàng Đình Tùng tập luyện tại lò đào tạo bóng đá trẻ Thanh Hóa. Và chỉ đúng 4 năm sau, tiền đạo nhỏ con này đã được đôn lên đội 1, khi đó với tên gọi Halida Thanh Hóa thi đấu tại V-League. Trong suốt năm mở giải thi đấu cho đội bóng quê hương từ 2005 đến 2010, Hoàng Đình Tùng đã ghi được 28 bàn thắng. Đặc biệt trong mở giải 2009, Hoàng Đình Tùng đã giành danh hiệu chiếc giày bạc Việt Nam với 16 bàn thắng, chỉ kém Huỳnh Gasly Anvet đúng một bàn. Với phong độ ghi bàn ấn tượng, Hoàng Đình Tùng liên tục được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games và không ít lần có tên trong thành phần đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong những mùa giải gần đây, Hoàng Đình Tùng là một nhân tố không thể thiếu cho hàng công của Thanh Hóa. Bất kể đội bóng xứ Thanh được dẫn dắt bởi Hoàng Văn Phúc, Lê Thụy Hải, Mai Đức Trung, Ljubo Petrovic, Nguyễn Đức Thắng hay Fabio Lopez bây giờ, cái tên Hoàng Đình Tùng vẫn luôn đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ vận hành chiến thuật của toàn đội. Không có thể hình lý tưởng, nhưng Hoàng Đình Tùng luôn khôn khéo, chọn vị trí thuận lợi và đặc biệt là kỹ năng chấp thời cơ ghi bàn có thể xem là số 1 Việt Nam. Những danh hiệu đỉnh cao của đá Thanh Hóa như Á quân mùa giải 2017-2018, hạng 3 mùa giải 2015 hay giành siêu cúp năm 2009, Hoàng Đình Tùng đều góp mặt. Mới đây nhất khi Thanh Hóa thi đấu trận quyết định với Phố Hiến để tranh suất trụ hạng, thủ quân số 2 của Thanh Hóa cũng ghi dấu ấn đậm nét với pha chuyền bóng như đặt để người em kết nghĩa Lê Văn Thắng ghi bàn duy nhất giúp Thanh Hóa tiếp tục góp mặt tại sân chơi V-League mùa giải 2020. V-League mùa giải năm nay mới diễn ra được 2 vòng đấu, nhưng dấu ấn mà Hoàng Đình Tùng để lại là khá rõ nét. Dù năm nay đã bước sang tuổi 32, tưởng rằng Hoàng Đình Tùng sẽ rất khó để thi đấu trọn vẹn cả trận đấu, nhưng tiền đạo số 2 này đã chứng minh được sự dẻo dai và khôn ngoan của mình khi Thanh Hóa đến làm khách trên sân của nhà đương kim Á quân Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ thi đấu đầy đủ 90 phút, mà thủ quân của Thanh Hóa vẫn cho thấy được sự nhạy bén và tư duy trong cách chọn vị trí trước khung thành đối phương. Chính Hoàng Đình Tùng là người liên tục tạo sóng gió lên khung thành của đội chủ nhà. Với những gì đang thể hiện, Hoàng Đình Tùng không chỉ là một thủ lĩnh đích thực trên sân, mà còn là tấm gương sáng về lối sống cho những cầu thủ trẻ của Thanh Hóa noi theo. Hey, come on, come on.